Ok, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của mình. Hôm nay tiếp tục là một cái video làm hoàn thiện cái phần hôm trước mình quay hai video mấy cái video đổ đất vào móng nhà đấy các bác. Đó thì hiện tại đến cái chỗ này là mình đã cho lên cao hơn cái mặt gạch kia là 20 phân. Đó, xong sau đó là bây giờ sẽ lu lèn đi để cho nó chặt cái mặt bằng các bác nhá. Đó. Chỗ này thì nó có một cái bể phốt bằng nhựa này. Đó, nó đến đây thì mình sẽ cách cái chỗ này ra và không đu vào các bác nhá. Quay lại cái phía đằng sau này cho các bác xem. Thì ở đây nó là một cái cục nóng của điều hòa. Cái cục này thì là sẽ người ta sẽ tháo sau, nhưng bây giờ thì mình người ta chưa tháo được các bác. Nên là cái cục này sẽ để chờ sau này người ta sẽ tháo sau và mình lưu đến cái mép của nó. Cái lúc nào đến sát mép của nó thì thôi. Cái này bây giờ thì cái lượng đất này ấy, khi mà nó mà gặp mưa gặp nước ấy, là nó sẽ lún rất là sâu. Đó. Đặc điểm của cái ấy này là nó sẽ lún rất là sâu, cho nên là mình để nó dương lên rất là cao đây rồi. Nhất là hai mép bên này thì xe ô tô nó không đi vào. Vâng, không cái đấy để lúc anh cho vào cái góc ấy. Vâng. Hai cục nóng điều hòa đằng sau mình, cái bên đây một cái này, cứ phải tránh nó ra các bạn, bởi vì nếu như nó không có cái cục đó thì mình sẽ đi vào sát được cái mép sắt kia luôn. Đây này, cái này thì mình muốn là để cho anh ấy dùng tay anh ấy cho vào cái chỗ phía dưới kia, nhưng mà bác ấy bảo thôi không cần thì sẽ không ấy các bác nhá. Phần trong này do là nó có cái bể này cho nên là mình sẽ không vào sát mép được. Bây giờ đi vào cái mép này luôn. Cái này lúc mình san thì nó rất là bằng, nhưng mà khi mà mình lưu ấy thì nó sẽ bị chỗ cao chỗ thấp ấy các bác. Đánh cái điều hòa là không có dụng mất cái điều hòa của họ. Dụng đi là lại cũng rất là dở luôn. Nhắc sang bên cạnh này đi. Cho một vài đường và những cái này làm lượt hai các bác nhé. Ở vế bên ngoài này, vế bên này này là nó có một cái khoảng không, cái móng của nó sẽ rất là yếu ở cái đoạn bên đó, cho nên là cái đoạn bên này mình sẽ gọi là lưu nhẹ nhàng thôi, chứ không làm cho nó mình đi vào cho nó ấy quá, không đi vào sát quá, có nhỡ nó bửa ra ngoài là sau này vứt luôn cả cái móng này luôn. Mình đã gặp một cái móng mà đi làm lại cho người ta là khi mà xe vào đổ đất là đã bị lún. Xe vào đổ đất là đã bị lún mà bị hỏng mất cái móng, người ta phải bỏ đi. Cái đất này thì nó cũng không đều nữa. Có chỗ thì nó chặt, chỗ thì nó tơi, nó yếu, đất thì yếu quá. Lưu thì xong lát nữa mình sẽ chỉnh cân bằng. Ăn thang vào cái mép mình chưa lưu lần hai nhá. Lớp mỏng mỏng cho nó đỡ bị gồ ghề. Quay lại đây nha. Thank you.
tích của mình đi khô lâu ngày là nó khô ấy, cái chỗ những cái con bạc của cái chốt cầu chốt xích ấy các bác, bây giờ nó rơi hết ra ngoài, nó kêu quạt kẹt này. Rất là có nghề rồi, nhiệt tài. Gần như là chỗ yếu nhất này. Bởi vì cái mép bên trong kia là xe không đi vào được. Hiện ra và ok các bác ạ. Anh chủ nhà anh ấy đang hót lốt một ít cái chỗ kia, cho nên nó bị tách khỏi cái phần gạch sầm ra. Lún nữa.
vào sát vào cái mép này các bác nhá. Có cái video này thì mình xin làm đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Bây giờ cái này mình chỉ cần lưu thêm vài đường nữa là ok rồi. Thì coi như cái móng này là coi như đã xong. Công trình này thì chọn đất về cũng như là mình làm cái phần xe phần máy này thì nó là hai máy và xe ô tô. Xe thì mình quán luôn cho xe. Phần máy thì là mình nhận cái công trình này nên là mình có cái chỗ nào ấy thì mình sẽ chia. Ok, tôi chào mọi người nhé.